Xin chào các bạn. Hôm nay thì bên mình đang chuẩn bị ship chiếc Honda Vario này đi tới thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Hiện tại thì bạn Tuấn đang test xe và làm thủ tục để giao xe cho khách tới Hồ Chí Minh lận. Rồi nhân dịp này mình sẽ báo giá lại luôn cho các bạn dòng xe Honda Vario chính hãng Honda Việt Nam này ha. Đây, bạn Diệu thì quay, bạn Tuấn thì test nha. Đang mở đèn nè, sẵn rồi mình gọi luôn đi ha. Mình sẽ báo giá cho các bạn luôn nha. Hôm nay các bạn cho phép mình quay nó một cái đi, báo giá sao nha. Tại tranh thủ lúc bạn Tuấn đang test nè. Đây là quà tặng của cửa hàng nha. Hai nón bảo hiểm, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Nếu mà thắng mưa thì bên mình sẽ thay cái áo chùm xe bằng cái áo mưa nha. Giấy tờ thủ tục là đầy đủ. Đây rồi. Rồi, báo giá luôn cho các bạn. Chiếc xe này hiện tại nó đang có giá là 47.900.000. Bạn ơi, nếu bạn có xem video này, xin mời bạn vào xác nhận xem là bên mình có bán đúng giá hay không ha. Và ship đi Hồ Chí Minh, nếu bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A là miễn phí hoàn toàn đó các bạn. Rồi sẽ là quấn xe ship luôn. Rồi, mời các bạn vào trong cửa hàng nha. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Hôm nay đang là thứ Tư, ngày 6 tháng 3 năm 2024 nha. Với phiên bản màu xanh hiện tại nó đang có mặt ở bên Head Honda Huỳnh Bạch Tùng. Địa chỉ của Head là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Bên mình sẽ chỉ có hai cửa hàng thôi. Một là ở đây là cửa hàng Mai Duyên và hai là Head Huỳnh Bạch Tùng. Và không có chi nhánh ở bất kỳ đâu nữa nha các bạn. Màu đen này á thì là 42.900.000, là bản màu đen, yên đen nè. Bản này là không có ABS. Và bản màu xanh, mình nhắc lại, bản màu xanh là 41.900.000, cũng là bản cao cấp và không có ABS luôn. Nó là hệ thống phanh CBS nha. Màu đỏ lúc nãy mình nhắc lại là 47.900.000 và xám xi măng thể thao này là 50.900.000. Giá xe này mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và luôn luôn đã có sẵn VAT. Phí biển số thì ở huyện nó tầm khoảng nha, tầm khoảng là 2.300.000, thị xã là tầm khoảng 3.100.000 và với tỉnh nó là tầm khoảng 5.200.000. Nó có 3 khu vực nha. Đây là phiên bản xám xi măng. Xe hiện tại nó chỉ có 4 màu thôi, màu đen, màu xanh, màu đỏ và màu xám xi măng. Nếu các bạn mà muốn đây nè, xám xi măng này thực ra nó là phiên bản sơn độ màu. Đây, sơn độ này mình chỉ việc cộng thêm 2.000.000 thôi, là mình cũng vừa tính nói với các bạn luôn. Bên mình sẽ có sơn độ màu theo yêu cầu, bất kỳ màu sơn độ nào cũng được hết. Ví dụ như thế này, bảo hành cho các bạn tới 2 năm. Thì màu xám xi măng mình nói lại là bản thể thao, là bản nguyên bản đó nha, là 50.900.000 đó. Rồi, còn đây là màu độ nha. Màu sơn độ mà nhìn như sơn zin, các bạn nhìn không ra luôn đúng không các bạn? Tại vì mình nhìn cái tem mới biết nè, tem dán nè ha. Đây, trở ra trước thì hiện tại là bạn Tuấn với bạn Diệu đang quấn chiếc xe rồi. Các bạn thấy không, như mình đã có nói là dòng xe này một khi các bạn đã tiếp cận và sử dụng nó rồi chắc chắn sẽ thích. Bất kỳ bạn nào luôn, mình bao luôn ha, đã mua về chạy rồi là bảo đảm mê. Tại vì chạy rất là mượt, nó có sức mạnh. Chào chú. Nó có sức mạnh và nó đầm, đi rất thoải mái. Em cứ đi qua luôn đi em, không sao đâu em. Người thật việc thật mà. Đây là bạn nhân viên HD Saison đó. Nếu các bạn muốn mua trả góp thì cứ tìm bạn ấy ha, bạn ấy sẽ tư vấn cho. Còn đây là bạn MB bạn Đào. Đây, đang quấn và chuẩn bị ship đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu mà về tới Cà Mau á, thì cũng miễn phí. Và các bạn nhớ nè, miễn phí ở trên tuyến quốc lộ 1A nha. Quốc lộ 60, 61 hay 90 là không được nha, phải là quốc lộ 1A mới được. Còn nếu mà dòng xe này ship tới Hà Nội thì phí ship cũng chỉ có 500.000 thôi, và cũng trên tuyến quốc lộ 1A. Màu đỏ và màu xám xi măng là nó có hệ thống phanh ABS. Thì phía trước là hệ thống đĩa ABS, phía sau là thắng đĩa luôn. Còn bản màu xanh và màu đen á, thì nó là bản CBS. Thì phía sau sẽ là thắng đùm. Thắng đùm nha. Nè, cái vòng độc bây giờ là được Honda thay thẳng lên cái đĩa nè. Ông số 160, mạnh mẽ. Bây giờ là YouTube nó không cho mình quay cái này nữa các bạn. Mình không có đọc được. Nè, các bạn nhìn này ha. Bây giờ YouTube nó không cho mình đọc thông tin cá nhân lên trên này nữa, cũng giống như TikTok vậy đó, nó không cho đọc, cho nên mình chỉ quay thôi rồi các bạn đọc đi ha. Mà không biết sao chứ mình thấy xe này đẹp chứ các bạn. Thật sự là nó đẹp chứ đâu có xấu đâu, nó đâu phải là xấu tệ đâu ha, nó vẫn đẹp mà. Còn gì thắc mắc á, các bạn cứ liên hệ với 4 bạn nhân viên. Bây giờ là 4 số điện thoại di động cho màn hình luôn. Các bạn nếu không gọi được thì mình cứ nhắn tin thẳng qua bên Zalo. Cả 4 số này đều có Zalo hết ha, để mình tư vấn các bạn. Không cần kết bạn đâu, tại vì những bạn này á, các bạn cái danh sách kết bạn bây giờ là full rồi, đầy luôn rồi, cho nên là không có kết bạn được nữa. Các bạn cứ nhắn tin thẳng vô luôn đi, thì các bạn này sẽ check tin nhắn và trả lời sau ha. Nè, bản màu đen này là bản CBS nè, thì phía sau sẽ là trang bị là phanh đùm, tức là phanh tăng chống. Như vậy là cái phiên bản màu độ này á, nó độ lên từ phiên bản C á, thì mình sẽ lấy bản C mình cộng lên 2 triệu. Còn độ lên từ bản A thì cứ lấy bản A cộng lên 2 triệu. Như đây mình sẽ lấy bản A cộng lên. Mà tất nhiên rồi, khi độ, các bạn chú ý nè, khi độ mình sẽ lấy cái bản có giá rẻ nhất của bản A để độ lên, để bớt chi phí. Tức là cái bản này là bản màu đỏ độ lên nè ha, chứ không lấy bản xám xi măng độ lên được rồi. Tại vì không lẽ bạn lấy bản xám xi măng độ lên màu xám xi măng không, đúng không các bạn ha. Thậm chí là những cái màu bạc Honda bây giờ bỏ mẫu á, bên mình vẫn độ lại cho các bạn. Màu bạc nè ha, AB nè, AB màu xám này cũng bỏ mẫu, bên mình cũng độ lại nè. Rồi màu 3D như thế này, nó chuyển sắc cũng độ lại luôn nè. Rồi Vision lên vàng nhựa, vàng mũ cam nè, cũng lên luôn. Còn phía sau, ví dụ như là SH cao nè, cái màu bạc mờ này bên mình cũng độ lên luôn. Bởi vì bạc mờ này nó chỉ có trên SH 350i thôi, thì mình độ lên cho những phiên bản SH nhỏ hơn 160, 125 là bạc mờ. Đó, nó là như vậy. Nè, 350 nè, bạc mờ nè. Này là màu zin nha. Rồi future nè, future màu bạc bây giờ cũng đã bỏ rồi, bên mình cũng độ lại cho các bạn xem. Lên yên đỏ quay Thái luôn. Rồi giờ khách trong cửa hàng đang xem xe nè. Cửa hàng Mai Duyên á, là bên mình là chuyên về xe nhập khẩu nha. Còn Head á, thì là do Honda ủy nhiệm, thì những dòng xe Honda chính hãng sẽ trưng bày nhiều ở bên đó ha. Rồi mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Xin chào các bạn.